ước mơ trở thành biên kịch đã nhen nhóm trong chị Phượng Châu từ những năm học trung học phổ thông. Với niềm yêu thích mãnh liệt dành cho phim ảnh cùng với sự nỗ lực học hỏi để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, chị Phượng Châu đã hiện thực hóa ước mơ của mình. Năm 2018, chị Châu tốt nghiệp khoa báo chí và truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, chị Châu đang là một biên kịch tự do. Năm 23 tuổi, chị Châu vinh dự chạm tay vào dự án phim điện ảnh về Hai Bà Trưng và có những thành công nhất định. Cũng như bao bạn trẻ khác, chị Châu luôn khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng. Khát khao ấy đã được tiếp lửa bởi cuộc thi Tổ ấm Tôi Mơ do Ban Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tập đoàn City Group tổ chức. Cô đặc biệt là một trong những cái điều kiện để tạo dựng nên một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn đủ đầy, đó là khi ta sở hữu một cái cơ ngơi ổn định, một tiện nghi chất kha khá và một công việc tương đối ổn định. Chị Châu chia sẻ bản thân là người hướng nội, chính vì vậy ngôi nhà có tầm quan trọng rất lớn để là nơi sạc năng lượng và chữa lành cho bản thân. Nếu được sở hữu tổ ấm riêng của mình á, thì lúc đó thì mình sẽ cảm thấy được là chính mình, bởi vì mình sẽ được tự do thỏa sức sáng tạo trang trí nhà cửa. Ngoài ra thì ngôi nhà còn là cái văn phòng làm việc của mình nữa, bởi vì mình không thích môi trường gò bó của công sở. Và cái thứ ba, ngôi nhà đó còn là sẽ là nơi mà mình được sạc năng lượng, mình có thể thiền định, tập yoga và chữa lành cho tâm hồn của mình. Chị Châu tham gia cuộc thi Tổ ấm Tôi Mơ với hy vọng có một nơi để thuộc về, giúp chị vững tâm làm việc và phát triển bản thân, đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Nếu may mắn mà đạt giải Tổ ấm Tôi Mơ thì mình muốn trang trí ngôi nhà theo phong cách Zen, trong tiếng Nhật có nghĩa là thiền. Đó là phong cách mà đề cao sự tối giản và lồng ghép các yếu tố hòa hợp với tự nhiên. Về màu sắc thì mình muốn chọn gam màu trung tính như là màu trắng, màu be và màu nâu của gỗ. Đây là những màu sắc mang tính chữa lành, sẽ giúp cho mắt nhìn cảm thấy dịu nhẹ và tâm hồn cảm thấy bình an. Về vật liệu thì mình sẽ chọn nguyên liệu như là tre, nứa gần gũi với thiên nhiên và mang đặc trưng của Việt Nam. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.